đang có trên tay chiếc Redmi K30 5G. Đây là cái máy này phiên bản sách tay của thị trường Trung Quốc. Thì cái máy này mới sách tay về nên nó chưa có tiếng Việt. Nên bây giờ mình sẽ đi tiến hành unlock bootloader và cài tiếng Việt cho con Redmi K30 5G này. Cả bản K30 thường bên mình cũng cài ok các bạn nhé. K30 Pro và K30 Pro 5G này hiện nay unlock vẫn phải đợi 7 ngày các bạn nhé. Như đây là mình đợi gần đủ 7 ngày rồi, còn 1 giờ nữa thì mới được unlock. Đã đủ 168 giờ và mình đã unlock thành công. Mình đã chạy xong dùng tiếng Việt cho con K30 5G này. Cho xem thông tin này. Cái máy này nó hơi to. Cái zoom chạy là zoom EU nhá. Hiện nay con này nó chưa có zoom global chính thức từ Xiaomi. Cái zoom EU này thì nó rất là hay, nó sẽ không bị quảng cáo của Xiaomi và nó không có những cái app rác, app thừa, nó chỉ có những app cần thiết thôi. Đấy, nó không bị những cái app mà linh tinh chúng ta không cần dùng đến. Đấy. Ok. Vậy những bạn nào mà có nhu cầu cài tiếng Việt cho các dòng Xiaomi hoặc là muốn phá mật khẩu, phá tài khoản Mi, các dòng Xiaomi và các dòng Android khác ấy, thì liên hệ bên mình. Sứ đoàn áp zoom trên Google sẽ ra bên mình đầu tiên. Ngoài ra thì bên mình có nhận làm từ xa qua TeamView cho anh em thợ ở cửa hàng hoặc người có kinh nghiệm. Xin cảm ơn và xin chào các bạn.